Xin chào các bạn. Các bạn chắc cũng có nghe được là người thứ ba cũng có những cái lý do bất đắc dĩ bước vào một cuộc tình dành cho chuyện ba người. Nhưng mà đàn ông cũng vậy các bạn, đàn ông cũng có những người đàn ông không có chủ đích ngoại tình. Những cái lý do người ta ngoại tình và sống và dính mắc với người thứ ba, không buông được người thứ ba bởi vì có những cái lý do đặc biệt. Và rất là nhiều người quan tâm đến cái vấn đề là tại sao người đàn ông lại dính mắc vào người thứ ba, mà có những người dính vào rồi không gỡ ra được, tức là bị trói chặt với người thứ ba luôn. Cùng một lúc họ có thể sống với vợ và với người tình luôn, thì làm thế nào hoặc là cái hoàn cảnh ra sao để người đàn ông đó lại rơi vào cái tình huống như vậy? Thì hôm nay mình làm video này chia sẻ cho bạn 5 lý do người đàn ông dính mắc vào cuộc tình tay ba và có một cái mối tình sâu đậm với người thứ ba bạn nhé. Nói đến cái lý do đầu tiên, đó chính là những anh chàng có tính cách hào hiệp. Một số người rất là nhiệt tình các bạn. Đàn ông rất là muốn giúp đỡ người khác, muốn làm những cái điều vui vẻ cho người khác thụ hưởng những cái giá trị mình có bằng cái năng lực của bản thân hoặc là những cái điều gì mà người ta có thể. Nhưng mà cái lòng tốt của người đàn ông đó lại vượt quá cái mức giới hạn cho phép, mà khiến cho người nhận hành động đó hiểu lầm, làm cho các cô gái đó có một chút gì đó ấn tượng, ngộ nhận, thậm chí là say nắng cảm mến cái anh chàng quá tốt đó. Và anh chàng bao đồng với cái tâm rất là thiệt thà, tận tâm, vui vẻ, dễ dàng bị sa lưới vào một cái chuyện tình tay ba với một cái cô gái mà anh ta muốn giúp đỡ. Khi mà cô gái đó nhận được lòng tốt của anh ta thì cũng nhận luôn cái tình yêu của anh ta dành cho cô ấy. Vậy thì cái lý do như vậy thì làm như thế nào để người đàn ông có một cái tính cách tốt, bao đồng, có thể giữ được gia đình mà không bị dính mắc vào người thứ ba? Thì cái điều mà người đàn ông cần làm ở đây đó chính là hạn chế bớt cái lòng tốt của mình lại và sử dụng lòng tốt của mình đúng cho gia đình, hướng mình về gia đình, và nếu có thể thì thay đổi cái môi trường để tránh hạn chế gặp những cái mối quan hệ mà liên quan đến nhiều cô gái chẳng hạn, hoặc là chúng ta có thể thay đổi công việc, làm một cái công việc gì đó nó an toàn hơn chẳng hạn, nếu mà khả năng giữ mình bị yếu đuối. Và lý do thứ hai người đàn ông dính mắc với người thứ ba đó chính là anh ấy gặp được một người tình trong mộng. Tức là có những anh đàn ông nha, anh không có ý ngoại tình đâu, nhưng mà khi gặp một cái cô gái đó chính là cái kiểu mẫu người phụ nữ mà anh ta mong cần. Anh ta yêu say mê và bất chợt anh ta nhận ra rằng người phụ nữ này có ý nghĩa và có giá trị với cuộc đời anh ta như thế nào. Chỉ khi bên cạnh người đàn bà này thì anh ta mới cảm thấy anh ta được hạnh phúc, anh ta cảm thấy niềm vui. Giống hệt như các bạn ăn được món ăn gì mà các bạn thích và mong đợi lâu lắm rồi, các bạn đói lâu lắm rồi, các bạn mới được ăn cái món đó trong tay, trên tay các bạn có, thì các bạn quý lắm, các bạn thích lắm, bao nhiêu là hy vọng, bao nhiêu là mong muốn thì các bạn dồn hết cho cái tâm trí vào cái bữa ăn đó. Thì cái người đàn ông này cũng vậy, họ sẽ toàn tâm toàn ý với người thứ ba, họ có cảm xúc thật, họ yêu thật người thứ ba và họ say mê và sống ở trong cái mối tình đó không ra được. Họ bị sao xuyến bởi ánh nhìn nè, về vẻ đẹp nè, về cử chỉ nè, cách đối xử, và họ thương cảm cho một số hoàn cảnh nào đó. Và đối phương thì lại là người phụ nữ hiểu tâm lý người đàn ông và biết người đàn ông đó cần cái gì. Và các bạn biết mỗi loại cá thì có một cái loại mồi ăn khác nhau đúng không ạ? Thì cái người phụ nữ là người thứ ba kia, người ta hiểu là người đàn ông này thuộc cái dạng mô típ đàn ông như thế nào. Người đàn ông nhỏ nhẹ, từ tốn, hay là người đàn ông thanh lịch, hay là người đàn ông có chiều sâu, hay là người đàn ông có cái tính quảng đại. Thì đó chính là lúc mà người thứ ba cũng có tình cảm với chồng của bạn, thì người thứ ba sẽ tìm mọi cách để có được anh ấy nếu mà người thứ ba muốn. Trong cái tình huống mà gặp được người trong mộng như thế này á, thì có một cái lý do để các anh bảo vệ được gia đình của mình và không có bị sa ngã trong chuyện ngoại tình, đó là các anh hãy tránh xa ra và hạn chế tiếp xúc với cái người phụ nữ mà anh thích. Có rất là nhiều cô gái đẹp, vì không phải lúc nào mình nhìn thấy vợ mình cũng là người đẹp nhất đúng không ạ? Và vợ mình không bao giờ đẹp nhất được, bởi vì ra ngoài còn rất là nhiều bông hoa khác xinh tươi hơn, đẹp hơn và phù hợp với các anh hơn nữa đó. Nhưng mà người vợ của các anh lại là một cái nhân duyên mà
cuộc đời đã gắn kết các anh với họ trước đó rồi, nên là khi mà các anh cảm giác rằng vợ mình không hợp với mình thì là cái lúc tâm trí các anh đang dành cho một người trong mộng, và các anh hãy cố gắng tìm được những cái ưu điểm của những người vợ dành cho mình, và nên tránh xa những cái môi trường mà có những cái người con gái khiến cho anh dễ bị xao xuyến. Khi mà gặp được một người phụ nữ có style hay là có cái mô típ, cái kiểu mẫu người phụ nữ mà anh thích, thì anh nên tốt nhất là tránh xa ra ha. Và cái lý do thứ ba, thì người đàn ông dính mắc vào người thứ ba thì hoàn toàn có thể là do bản chất của anh ta. Anh ta luôn muốn chứng tỏ cái vẻ nam tính đàn ông của mình qua cái chuyện ít với phụ nữ. Và anh ta là cái kiểu mẫu người đàn ông đi săn phụ nữ, tìm những cái phụ nữ ví dụ như là đã từng ly hôn này, tìm cô gái mà quá lứa lỡ thời này, tìm những người phụ nữ không có hạnh phúc trong tình yêu để mà gạ gẫm, để mà trêu đùa. Các bạn đừng có đặt cái câu hỏi ngược lại là nếu người phụ nữ đó không đồng hoàng thì anh chàng đó mới buông lời kết nhã, hay là dụ dỗ, hay là có một cái thái độ gì đó gọi là gạ tình. Nhưng mà bản chất anh ta là một người mà anh ta đã chuyên là cái kẻ đi săn mồi, thì bất cứ cô gái nào tốt hay không tốt thì anh ta cũng nhá đèn, anh ta cũng buông những lời kết nhã để xem coi cô gái kia có chịu không. Biết đâu cô gái đó nhìn có vẻ đoàn hoàng, cứng rắn, nhìn có vẻ nghiêm túc, học thức vậy mà tán cái đổ ngay thì sao? Những cái người đàn ông như vậy, người ta mang cái tính tự mãn rất là cao, họ cho rằng là bản thân họ có thể tán đổ cả nữ diễn viên, người mẫu luôn đó. Chứ đừng có nói cái khả năng bẻn mép của người đàn ông đó luôn muốn chứng tỏ. Và các bạn biết không, có những người đàn ông đã từng quan hệ với người phụ nữ có gia đình và kể lại rằng họ cho rằng người phụ nữ ngoại tình với họ không phải bởi vì yêu họ, cũng chẳng phải là ngoại tình với họ để mà bỏ chồng, để mà sống với họ, mà người phụ nữ ngoại tình bởi vì chẳng qua là người phụ nữ kia cũng có nhu cầu sinh lý. Đó chứng tỏ là cái người đàn ông mà từng trải sỏi đời như những cái anh gạ tình như thế này thì anh nhìn thoáng qua thôi là anh biết cái người phụ nữ nào đang khát tình, cần tình, và anh dụ dỗ có thế thôi, anh trêu đùa thôi. Đó có thể là cái việc mà anh ta nhận được cái việc nhá nhá đèn xanh lên cái là anh ta chốt ngay cơ hội rủ cô này đi đâu đó, hoặc là cùng với cô này vui vẻ. Đó là cái trường hợp những người thứ ba dính mắc với anh chàng như vậy, thì cái cô nàng người thứ ba này cũng nhanh chóng được thay đổi thôi. Bởi vì anh chàng như vậy thì anh rất là thích thay đổi cái món ăn khẩu vị của anh, và trái tim của anh hình như là không có ai là người chủ hết. Anh như là một con thú hoang ở trên rừng, bữa nay thì anh đến với cô này, mai anh đến với cô khác, và cái chuyện tình của anh ta thì không có đặt nặng. Đây là kiểu người đàn ông rất là nguy hiểm. Khi mà người thứ ba gặp phải kiểu người đàn ông như thế này thì người thứ ba nếu mà yêu thật thì tổn thương rất là nhiều các bạn, đau khổ rồi thậm chí là dùng tiền của bản thân mình nuôi dưỡng cái anh chàng này nữa đó, gần như là bao bọc anh ta một cách trọn vẹn luôn đó. Nên là người đàn ông như vậy thì rất là nguy hiểm cho những người phụ nữ chân chính và kể cả người thứ ba nữa bạn nhé. Kiểu mẫu người đàn ông thứ tư đó chính là kiểu người đàn ông khi mà dính mắc với người thứ ba rồi, tức là người đàn ông đó đã bị sa ngã rồi, nhưng mà anh ta lại cho rằng vợ anh ta không hề biết là anh ta đang ngoại tình. Anh ta tự cao tự đại, cho rằng vợ anh ta cần anh ta bởi vì vợ anh ta đã có con với anh ta rồi, vợ anh ta không dám bỏ anh ta đâu, bởi vì anh ta đẹp trai này, con nhà giàu này, học thức này, có rất là nhiều tài sản và rất là nhiều vấn đề mà những người phụ nữ khác thèm khát, thì vợ của anh ta cũng là những một trong những người thèm muốn những cái điều đó ở anh ta. Nên anh ta rất là tự mãn, anh ta cho anh ta có cái quyền được sa ngã và tự bào chữa những cái hành động của mình là bởi vì lý do như thế này, lý do như thế kia, vân vân và vân vân, và anh ta cho phép mình sa ngã. Và có những cái tình huống người đàn ông không cho phép mình sa ngã thì lại rơi vào trong cái tình huống lý do thứ năm các bạn. Lý do thứ năm đó chính là một anh chàng cho rằng bản thân anh ta không dễ dàng bị người phụ nữ cuốn hút, không dễ dàng gì mà bị người khác tấn công. Anh ta có khả năng kiểm chế tốt, anh ta cho rằng anh ta có thể quản lý được cái cuộc chơi nếu mà anh ta bước vào cuộc chơi. Thậm chí anh ta có thể nghĩ rằng bản thân anh ta chủ động đặt một dấu chấm hết cho một cuộc tình ngoài luồng nào đó. Nhưng mà khi anh ta rơi vào cái tình huống trái ngang cuộc đời đã mang đến cho anh ta thì anh ta lại rơi vào cái hố mà anh ta đào ra. Đó chính là cái vấn đề anh ta không thoát được, bởi vì anh ta tự chìm, tức là anh ta bị yêu thật và anh ta quen với người phụ nữ đó, và anh ta thực sự là không có khả năng khống chế bản thân mình trước người phụ nữ đó.
Tức là người phụ nữ đó dường như là có một cái ma lực gì đó khiến anh ta không thể rời xa được. Mặc dù là tâm tưởng người ta thì muốn rời xa đó, miệng thì nói sẽ buông được người phụ nữ đó, nhưng mà không gặp người phụ nữ đó, không quan hệ với người phụ nữ đó, không nói chuyện với người phụ nữ đó, anh ta không còn sức sống nữa. Đó là cái chuyện mà anh ta đã bị phản ứng ngược trong cái điều kiện anh ta đặt ra, là anh ta quản lý tốt được cuộc đời của mình, anh ta chủ động mọi việc ấy. Nhưng mà thực ra anh ta không thể chủ động được. Và có những tình huống khi mà người đàn ông muốn chấm hết cái cuộc tình này thì người thứ ba níu kéo, không cho phép. Vì cô kia có thể là yêu thật với người đàn ông này, hoặc là cần ở người đàn ông này một cái điều gì đó mà khi có mặt anh ta, khi anh ta hiện hữu thì cô ta mới sở hữu được những cái phần của anh ta mang đến cho cô ta, những cái lợi lộc, những cái công danh, hoặc là những cái điều liên quan đến vấn đề tài chính, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của cô ấy chẳng hạn. Thì đó là 5 lý do trong video này khiến cho người đàn ông dính mắc vào người thứ ba mà không có đường thoát. Và nếu mà anh chàng nào đã dính mắc vào người thứ ba mà thoát được thì đó là sự may mắn cho cả ba người. Người vợ đón chồng quay về ngôi nhà của mình với những cái vết thương từ từ sẽ nguôi ngoai. Còn người thứ ba kia thì cũng sẽ có một cơ hội quen với người đàn ông khác. Và chính bản thân người đàn ông bị dính mắc trong cái cuộc tình ba người, giống hệt như con cái cá mà dính lưới á, thì anh ta cũng sẽ rút ra được một bài học yêu thương gia đình mình hơn, cũng như là xem cái chuyện tình vừa qua nó như là một kỷ niệm, có thể là một bài học nữa cũng nên. Nên khi mà người đàn ông ngoại tình với 5 lý do ở trên, hay là nhiều hơn những lý do mà mình đề cập đến, thì người đàn ông hãy nghĩ rằng đừng có bao giờ nghĩ rằng vợ mình không biết. Bởi vì người phụ nữ rất là hay, người phụ nữ yêu chồng người ta sẽ biết được là người đàn ông đó có những cái dấu hiệu ngoại tình thế nào. Cái linh cảm của người đàn bà rất là nhạy trong chuyện đó. Và người đàn bà là vợ có thể bỏ các anh đấy. Bởi vì người phụ nữ khi mà chịu đựng đến một mức độ nào đó thì họ sẽ có mong muốn là xây dựng lại cái cuộc sống cho chính bản thân họ, không còn muốn sống ở trong cái môi trường mà nhàm chán hay đầy đau khổ, hoặc là bị động trước người đàn ông mà không có chung thủy, không có tôn trọng họ nữa. Nên là các anh cũng phải suy nghĩ, và đừng có bao giờ nghĩ rằng cô ấy không thể rời xa các anh được. Gia đình là một điều rất là quý giá. Nếu mà các anh á mà đã không có giữ được mình trước những cám dỗ của cuộc sống thì các anh phải nghĩ rằng bản thân mình đã không thể vun đắp được thì đừng phá vỡ đi một cái mối quan hệ mà đã được rất là nhiều người ủng hộ và được rất là nhiều người tin tưởng, cũng như là nhiều người kỳ vọng trong cái chuyện hôn nhân của bản thân các anh, hoặc là một số người vợ đã đặt hết lòng tin vào cuộc hôn nhân của chính mình, trong đó các anh là một phần lý do để cho họ cảm thấy mình sống có niềm tin, có trách nhiệm với gia đình và kỳ vọng vào cuộc hôn nhân của bản thân họ. Rất là cảm ơn các bạn đã lắng nghe và theo dõi 5 lý do khiến cho người đàn ông dính mắc vào người thứ ba không dứt ra được trong video lần này của mình. Hy vọng là các bạn sẽ luôn đồng hành, ủng hộ, nhấn subscribe để luôn luôn đón nhận những video mới từ mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Xin chào các bạn.